Chào mừng tất cả quý vị và các em học sinh trở lại với chương trình đọc văn hài hước vui tươi của các em học sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Tôi đã nhận được rất nhiều bài văn, bài kiểm tra, bài tập rất thú vị của các bạn khắp nơi gửi về và hôm nay chọn lọc được khá nhiều bài rất thú vị và đây là bài đầu tiên. Tôi nhận được bài này từ bạn là Nguyễn Quang Khánh, cảm ơn bạn rất nhiều và hôm nay mang ra đọc đây, trường thì đã bị giấu nha. Lớp 10A4, họ tên là Trịnh Đức Chu kiểm tra địa lý thời gian là 15 phút kiểm tra bổ sung. Điểm là 4 điểm. Với lời phê của thầy giáo là vớ vẩn. Tại sao là như vậy chúng ta đọc luôn. Đề là hãy nêu các mùa trong năm và đặc trưng của chúng. Thì bạn Trịnh Đức Chu đã làm như thế này. Bài làm. Cái này thì đối với em rồi quá dễ như ăn kẹo. Mùa thì gồm có bốn mùa. Xuân, hạ, thú. Và cuối cùng là gì? Tự hiểu. Ui, ui. Vì con nít nó cũng nói được Ai mà học cấp 2, cấp 3 Không nói được là kẻ ngu oh, Đặc trưng của mùa hạ là nóng Mùa đông thì lạnh Mùa thu thì nóng ít Mùa xuân thì có nhiều hoa hòe Chim chóc, bướm lượn vân vân Giống câu hát là Xuân đi rời xuân đến Cho nhân gian đầy luyến lưu Ôi giời <laughs> Sao lại đưa cả câu hát vào đây Nói chung là độ dài ngắn của các mùa là tùy thuộc vào cảm nhận thôi Ví dụ là đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng Ngày tháng 10 chưa cười đã tối Thì ý là tháng 5 thì ngày dài đêm ngắn Và tháng 10 thì ngược lại Nhưng cái này thì còn phụ thuộc vào từng cảm nhận của mỗi người Ví dụ như những người đang yêu thì đợi chờ một phút dài tựa ngàn thú Còn những thằng cu tí thì thích vui chơi ngoài cánh đồng thì một ngày trôi qua Ôi sao lạ quá Ôi trời <laughs> ơi 4 điểm với lời phê là vớ vẩn <laughs> sao có thể làm thế này được nhỉ? có lẽ đây là một góc bài tập của một em học sinh nào đó chúng ta hãy đọc nha. một nhỏ khi thấy một người bị tai nạn đuối nước em sẽ hành động như thế nào? thì em đó đã làm như thế này này. em sẽ kéo cổ lên xem đã bị chết chưa? ui giời ơi! nếu mà gần chết thì ta sẽ làm hô hấp và mồm cái gì đấy, <laughs> sợ quá. nếu mà chết rồi thì lúc đầu là ghi là kệ sau đó để xóa đi cần phải đi báo cho chú cảnh sát mang xác về để chôn để đi theo đuổi các tên tội phạm ôi rồi <laughs> quay là không theo đuổi người yêu ấy, con gái ấy, thôi các chú cảnh sát là đi theo đuổi các tên tội phạm này thế nào <laughs> xong xong chúng ta để ý vào một góc bài kiểm tra của một em học sinh câu 11 đây này xe thứ nhất chở được 980 tạ khoai xe thứ hai chở ít hơn xe thứ nhất 250 tạ khoai hỏi xe thứ hai chở được bao nhiêu kg gạo ôi ôi cái gì đấy? sao là đang chở khoai đi đi hỏi gạo sau đó một em học sinh nào đó đã làm như thế này này bài giải con không biết làm bài này vì đang chở khoai mà lại đi chở gạo hỏi gạo vô duyên nó nói thế cũng đúng sao lại hỏi lạ thế nhỉ đây là một trang vở của một em học sinh nào đó Chúng ta hãy quan sát vào bài 2 nhỏ đây này Viết 3 đến 5 câu kể về hoạt động của con vật mà em quan sát được Thì một em nhỏ đã làm như thế này này Chú mèo nhà em được 2 tuổi rồi Mỗi lần em đi học về là chú chạy ra cổng đón em Cái đuôi của chú quẩy liên tục Đôi mắt chú sáng long lanh Hai tay chú vảnh lên Chú nhảy lên người em Em ôm nó vào lòng và Âu yếm chú chó đáng yêu What Ui Sao đang tả mèo từ đầu này cuối cùng là 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 Ôm con chó thôi à ớ, ớ Cứ tưởng là đang tả con mèo chứ Chúng ta hãy để ý vào cái bài kiểm tra của bạn này này Tên thì không biết rồi Trường Nguyễn Tất Thành Hai điểm với lời phê là Học bài chứ ông đẹp trai Ông toàn ghi theo ý ông không à Phát minh chưa được nha Thì tại sao lại như vậy Thì hãy để ý vào cái tay của cô giáo ghi này Hai nhỏ đốt cháy trái tim em Ôi trời ơi. <laughs> Anh này cũng đang nhớ người yêu hay sao Mà làm bài kiểm tra lại còn đốt cháy trái tim em <laughs> Chịu rồi Một bài văn được in trên Đâu đăng trên báo eva.vn chứ Rồi ok Hai nhỏ viết đoạn Bài làm cuối tuần vừa rồi em đã không có đề à? Thôi thì đọc đi. Cuối tuần vừa rồi em đã được bố mẹ cho phép bảo vệ môi trường cùng bố mẹ. Em đi đến thành phố cùng bố mẹ và chị em. Bố và em và em của em xét trồng cây với nhau. Trồng cây viết sai này. Bố em đã lấy một cái đất nhỏ có hạt ở trong đó lúc bố em và em trai của em trồng xong. Em là người sẽ tưới cây. Lúc em tưới thì nó đã nhô lên một cục nhỏ xíu. Ôi ơi! sao mọc nhanh thế? còn mẹ em và các chị của em thì quét rác cùng mẹ em và bố em và em của em đã trồng rất nhiều cây ở khắp mọi nơi. còn mẹ em và các chị em thì quét rác khắp mọi nơi. lúc dọn xong thành phố đã trở nên tươi đẹp và sạch sẽ. em vượt trồng xong thì nó liền mọc ra một quả rất to. em liền cắn một phát thì mẹ em bảo vứt đi ăn làm gì nhà kia ngồi ôi rồi <laughs> sao mà như trong phim đấy vừa trồng xong lại mọc ra một quả rất to rồi <laughs> quá lạ Đây là đề thi của một tỉnh nào đó, thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2021-2022. Và bài của bạn học sinh này làm là câu 1 nha. Chúng ta để ý vào câu 1 và đọc này. A nhỏ. Trong bộ phim Ripley 1988 sau những ứng xử thiếu tinh tế với cô gái tên là Đức Săn... Chấm chấm, người bố giải bày. Bố không phải vừa sinh ra đã làm bố. Bố cũng là lần đầu tiên làm bố. B. Trong bài viết Nếu ba mẹ lỡ không may đi xa lạc mình... chấm chấm Của nhà báo Trần Thu Hà. Vân vân. Thì có câu hỏi như thế này này. Từ những lời tâm sự trên, em hãy trình bày suy nghĩ về vấn đề sự thấu hiểu của con cái đối với cha mẹ. Thì một bạn học sinh đã làm như thế này nha. Bạn này thì để không biết tên tuổi, đã bị cắt mất phần này rồi, chúng ta đọc phần bài làm đó. Câu 1. Trước tiên phải nói rằng em chưa xem bộ phim Ripley 1988. Và thứ hai em cũng chưa đọc bài báo về người mẹ của nhà báo Trần Thu Hà viết về người mẹ như trên, do đó chắc chắn em sẽ hiểu sai vấn đề hoặc hiểu không cặn kẽ. Có một điều lạ là tại sao thầy cô ra đề lại đi lấy bộ phim nào đó kiểu như Ripley 1988 hay bài báo của ai đó. Cái này thực sự đánh đố chúng em, sao không lấy ngay trong sách giáo khoa cho nhanh. Ồ. Oh, sau đó thì giám thị hay giám khảo đã phê ngay ở đây là việc ra đề đều có sự tính toán các em không cần lo ôi rồi ôi do vậy đề ra hoàn toàn đánh đố em khẳng định luôn là em xét bịa tính em không thích vòng vo vò. như chúng ta đã biết cha mẹ luôn yêu thương con cái vô điều kiện vì đó là bản năng giống bản năng động vật vậy ngu như con chó hay con lợn thì khi đẻ con ra chúng cũng biết yêu thương con của mình vô điều kiện do đó tình cảm sự thấu hiểu đối với cha mẹ nó đã là di truyền rồi cần gì phải nói nhiều trời ơi lời văn đanh thép thế ông bà ta có câu trẻ cậy cha già cậy con ý nói là lúc nhỏ con phải nhờ cha thì về già cha lại phải nhờ vào con thôi có qua có lại mới toại lòng nhau công bằng thôi cha thương con trước thì con mới thương cha sự thấu hiểu tất nhiên là có vì họ đã cho nhau rồi. Tuy nhiên chúng ta thấy ngay một điều là nhiều khi thứ tình cảm ràng buộc này cũng bị sai nhất là giới trẻ hiện nay. Nhiều thằng chỉ muốn ham muốn thể xác nên đi lừa các cô gái kết cục là bụng bầu lên. Chúng lại chối bỏ, bảo không phải con tao. Rồi bảo nếu phải thì cũng nên bỏ nó đi vì tao còn muốn chơi, chưa muốn lấy vợ. Ôi dồi quá chủ quan trong việc đặt vấn đề sự ngỡ ngàng của buổi đầu của những ông bố bà mẹ lần đầu làm bố hay lần đầu làm mẹ đều là bình thường có ai sinh ra đã biết là làm bố là thế nào đâu hay là mẹ là làm những gì đâu muốn thế thì phải mở to mắt ra mà học tất nhiên khi còn cái khôn thì họ cũng sẽ thông cảm cho cái ngu của cha mẹ mình ôi ối lời văn này là không ỏ lắm rồi đâu phải cứ làm cha làm mẹ là cứ khôn hơn con đâu trên đời không có ai nói công khai cha mẹ ngu cả mà rõ ràng nói ra họ lại bảo đó là kẻ ngu đó là kẻ thất học ồ buồn cười nhỉ thế mà dân gian thì luôn tuyên truyền câu con hơn cha là nhà có phúc luôn muốn con giỏi hơn cha mà khi nói cha ngu hơn con thì lại phản bác <laughs> à, được đấy lý lẽ được đấy em nghĩ cha mẹ con cái để thấu hiểu nhau phải coi nhau như những người bạn nếu con đang học làm người thì lúc đó cha cũng đang học làm cha lúc đó hai thằng cũng chỉ đang ngang ngửa nhau thôi vì mỗi thằng ai cũng có cái dại cái khôn của mình có phải thầy cô vừa thầm mắng em vì sưng hai cha con là thằng phải không Ô, anh này gớm nhỉ lại còn đoán thế luôn à dễ hiểu mà thường thì người ta chỉ gọi thằng khi là trẻ con hay đang lớn lên khi lớn rồi người ta gọi là ông nọ bà kia sự thấu hiểu của con cái đối với cha mẹ còn có cả sự bao dung thông cảm và sẻ chia nữa thấu hiểu cũng chính là thông cảm nhân vô thập toàn dù là người lớn hay trẻ con thì cũng đều có nhược điểm riêng em thì thấy sự khó tính là ở người lớn chứ trẻ con luôn vô tư Vậy trẻ con phải biết thông cảm cho người lớn. <laughs> khiếp khiếp khiếp. Hết rồi. Không biết được mấy điểm. À 14 điểm. Anh này được đấy. Rồi phần cuối video chính là phần câu đố nha các bạn. Câu đố này thì thật ra là một bài toán để tôi thử xem các anh chị học cấp 2, 3 có giải được không nhá. Nhớ là không hỏi ai đó tự giải đấy nha. cũng không được tham khảo mạng nhá. Bài toán Mẹ hơn con 24 tuổi, tuổi của mẹ gấp 3 lần tuổi con. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi. Rất dễ dàng đúng không nào? Tự giải đi nhá, không được hỏi ý kiến của ai kể cả cha mạng nhá các bạn nhá. Để xem mình thông minh đến đâu đó mà. Và cuối video xin đừng nói câu quen thuộc đó là Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong chương trình video lần sau. Bye bye.